Con chào bà tên là Ốc. Bà là bà Nhéo. Chị lâu quá mới gặp chị, khỏe không chị? Khỏe. Đời bữa chuyến đầu tiên em gặp chị ha. Giờ khổ quá. Bà ăn ốc hả? 2 kg ốc nè, 15.000. Rồi trời, coi rồi bà lớn tuổi rồi bà ăn ốc được không? Ừ. Rồi bà đeo gì vậy? Đeo gì vậy? Người ta bị điếc mà giờ mua được cái máy rồi nè, nghe rồi chúng nói. Wow, chuyện có máy hả? Bà nghe cho nghe giọng con nói không? Gõ mà cái lỗ tai nó không gõ bằng lỗ lành. Rồi giờ là bà tên gì? Phạm Thị Nhéo. Bà nghe được rồi quý vị. Rồi bà làm cái gì gì đâu, chỉ con nghe coi. Giờ rửa ốc, chưa nấu ăn. Rồi cái gì nữa? Lại kho. Bên đây cái gì? Nửa con vịt. Lòng hả? Nó canh kho mà lòng vịt thần hồn. Dạ. Lạnh mơ mốt ăn. Dạ. Giờ nghe được ha. Nghe được rồi. Con nói vậy là bà nghe được phải không? Nghe được rồi. Dạ dạ bà nhiêu tuổi? 73 tuổi. Wow, vậy là có cái tai nghe gì được rồi. Mà bây giờ nghe hơi giảm đó. Bà mua cái này hồi nào? Mới nè. Dạ. Mua chú hôm đó lên ha. 3 ngày sau đi mua. Nhỏ nó đốc hoài. Mà anh biểu mẹ đến tiền mẹ em đến mà ngồi mà cười hoài. Thôi đi mua đi mẹ, mua dính ra mua đi mẹ. Dạ là mấy hết 1 triệu bạc đó. Dạ không sao đâu bà. Để không có nghe. Vậy hả? Cái máy này người ta lấy 250. Nhìn giá tới 1 triệu lận. Một tháng mà không có mặt chiếu được. Hồi xưa á bà. Dạ. Dạ. Vừa úp qua úp úp. Rồi rồi trời. Lẹ. Cô này là cô. Cô này là cô quá phải không? Hai chị em đau mới hết nè. Mà chiếu không được cô cái đau nữa. Đây đây chủ nhà đây là cho ở đậu. Ngập có mặn gì đâu. Bữa nay chủ nhà ngập đi. Ai này đỡ không? Bữa ngập tới đây nè, mưa. Vậy đó hả? Ngập dữ vậy đó hả? Trời ơi, rải rồi. Trong đây mưa ướt hết trơn rồi nè. Rải rồi. Cho vào kiếm không được, giờ không cho là kiếm được. Sao nói cái gì không hiểu vậy nè. Cô nói gì? Trời ơi, không vào kiếm không được. Không được. Sao? Đâu có chứ mà bằng chứ không được. Cô nói chậm lại con không nghe không được. Đâu nói lại coi. Dạ 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 hiểu rồi ông thấy không. Đâu có không được chứ không được. Ông lại đây ông lột chiếu không được. Bố chị kêu ở rộng rồi kìa chưa bằng chiếu được. Chưa bằng cái chứ ra trạng hơi bằng ngược á. Có nghĩa là làm chiếu không được. Ừ. À là bà với cô ở đây là làm chiếu phải không? Ừ. Làm chiếu không được thấy làm gì kìa, làm gì mà phơi phơi kìa. Đó. Mày là áo. Không phải, đương cái gì bằng cọng dừa đó. Cái dừa, dây sắt ra nhặt. Che. À. Che. Đây đó ha. Ừ, nhớ đó. Che. Được rồi. Trời ơi, nghe được cái giọng nói của bà đây là mừng. Mang dài vô đại đi. Mang dài vô đại đi. Thôi để con lột. Nước hết trơn hà. La hoài. Lột ra. Là nước ngập hết trơn đây hả? Trời ơi. Mình phải kê này lên ha. Trời, trời mưa nước ngập hết trơn luôn. Dạ. Yeah. Sao lần vừa rồi cô em lại mà không thấy chị? Có. Ủa gặp chị ở dưới nhà nhớ. Vậy hả? Ừ. Gặp cái chị chủ nhà này. Ừ, chị chủ nhà đó. Rồi em chào chị Loan nha. Ủa bữa nay sao thấy mà xương với be không cái gì? Căng dữ vậy? Không. Bữa nay thì ngại ốm mà chứ đâu có. Ăn cơm bác sĩ hả? Sức khỏe sao mà sao thấy bữa nay tệ dữ vậy? Phải ăn cơm bác sĩ hả chứ còn ngủ của mình thường. Vậy hả? Cái gan thì nó mới đau, nó đau tim không? Nhảy sang qua tim nó đau. Mình có bóng đèn mình đâu hả? Bật tắt lên ha. Đó. Đúng rồi. Cái này là cái gì? Cái đó cái chui đèn này. Chui này cắm có đèn luôn hả vậy? Cắm luôn, cho sáng luôn. Rồi kể lại em nghe coi sức khỏe làm sao? Sức khỏe thì cũng khỏe rồi nhưng gan con mới đau. Mà nó chỉ sang qua tim thôi mà. Có đi khám bệnh hay gì không? Từ bữa gặp tới giờ nè. Có đi chẩn bữa tháng 3 tháng 2 nè. Nó kêu bằng giấy ghé bệnh viện ông bầu á. Là mình xin cái đơn, xin cái giới thiệu. Rồi nó
nó ấy, còn không ấy thì nó không có kháng gì đó. Dạ. Rồi thôi về mua thuốc này uống ít bữa rồi lên mình đi ông bầu á, lên chẩn khám rồi nó xin cái giấy chuyển á. Dạ. Lên chẩn đừng khám lời, đừng uống thuốc, lên thuốc uống. Lên thuốc hả, muốn nửa tháng rồi. Rồi bữa nay ngồi như vậy được cỡ bao lâu rồi mới... Cũng lâu rồi, nay không có đau nhưng mà bữa nữa. Dạ. Rồi hôm cái anh cho số của bà chị cô nào đó, điện mà kiếm không có thuốc đó. Dạ. Nam đó. Khách Nam nó mới người ta đi kiếm, người cái to mà người ta đi kiếm không có. Chị dở cái bụng lên em coi lại coi. Cái đúng là cũng bự nè, nhưng mà trời ơi, sao vậy, là chân giữa đúng như nó có nước hay gì phải không? Ờ, có nước. Nó không có đau. Dạ. Dạ nó không có đau như hồi lần nữa. Mà cái bụng bữa nay cũng nhỏ nhỏ rồi, sọt rồi nè. Vậy đó hả? Ừ. Cái bụng bữa nay nhỏ rồi. Cũng cầu mong chị hết được, em mừng á. Mà ăn uống được không? Ăn bữa có hai lần được nửa chén cơm. Yeah. Ngày ăn được mấy lần? Ăn có một lần hồi sáng rồi chiều. Dạ. Trưa thì uống sữa. Trưa thì uống sữa. Dạ, rồi thuốc mình uống đâu? Mua ở đây nè. Có ai bán thuốc rồi, chỉ có ông bác sĩ Bình, ông dám bán thôi. Từ cái to ra cái ta. Ông bác sĩ Bình ông thâu quá thì em bệnh nè. Dạ em nghe anh Thành ơi. Dạ em nghe. Cái chị Hồng Anh chị cũng nói chuyện với anh rồi đúng không? Dạ chị Hồng Anh chỉ nói với gửi tiền mấy triệu đó. À đúng rồi, bây giờ em nói là bây giờ gửi cho anh 7 triệu cho cái bệnh viện gì sập nhà đó. Chị sập nhà đó ha, ở Đồng Tháp ha. Dạ. Em biết rồi, có nói chuyện với chị rồi. Alo anh. Alo. Dạ. À, cho 7 triệu. 7 triệu cho cái bà chị gì bị sập nhà đó. Bà chị bị sập nhà ở Đồng Tháp. Dạ em hiểu rồi. Đúng rồi, với lại bây giờ thêm 5 triệu nữa là cho cái anh gì bị đòi ruột gì bên viện à, đó. À cái anh mà bị cái ruột để ở ngoài ở Trà Vinh. À vậy thì bây giờ em chuyển cho anh đúng 12 triệu rồi anh nhận được anh báo em nha. Ok anh, cảm ơn anh nhiều, chúc sức khỏe anh nhiều nha. Rồi, có gì nhắn tin báo cho em, đặng em gửi cho cô nha. Ok. Rồi. Rồi, em chờ anh. Làm trên nhẹ vậy hả? Ừ. Em có đạm không á? Em đâu mua. Nước ớt cái gì cô? Nước trừ. Mua nhiều trời, nó mới vậy. Trời. Mua nhiều nó mới có nước nhiều. Mua, chắc là cái người lớn tuổi rồi ăn gan với lòng rồi cho nó mềm ha. Ừ, có gì lâu muốn ăn mà mua ăn vậy chứ đâu ăn thường đâu. Dạ. Yeah. Cụ á, nấu ốc nữa. Nấu rồi, anh giỏi ăn. Để ra kho. Cho dạ. Ăn người nhiều, ăn nhiều kho. Ừ. Còn nhỏ này thì mua này về cho nhỏ này ăn cái gì. Ốc. Rồi Thận xin được phép nhắc lại là gia đình ba người là tên là Ngắt Nhéo Quá. Căn nhà này là đang ở chia tạm ở phía sau của đất của cô chủ bên đây, trên đây. Là cô chủ đây nè quý vị, là cái là gia đình không có nhà cửa, không có đất. Đó coi như là cô cho ở đây có thể là tới trọn đời. Cái thì cũng phớt đó, ba người có người nào đâu mấy. Cái tỷ mà nhỏ này không có qua phần rồi thì cũng hai chị em ở đây, hai chị em chỉ ở đây. Ở đây tới chừng nào chị không ở nữa, chỉ đi đâu thì chỉ đi thì tùy ý vậy, chứ còn không muốn chị ở đây nữa, ngày hai chị em tới già tới chết luôn chứ đâu có mà nhiêu giờ đổi ở đâu. Dạ. Nói rồi mà tùy theo ý chị, khi con chị mất rồi á là chưa. Chị tính sao chị tính, chứ còn ở là hai chị em ở vẫn ở nhà này. Dạ dạ. Nói cho nên là mà khán giả mới vừa xem á thì Thận sẽ chia sẻ là ba người phụ nữ này là coi như là lâm vào đường cùng á, chị thì nhỏ đó bệnh vậy đó. Chị là từng là ở nhà chuẩn bị lo hậu sự rồi đó, mà còn cơ may sống sót tới bây giờ đó, cho nên là chị là bế tắc rồi đó. Hai ba
Còn cô đây thì không được bình thường. Giống như là bà cô là cô hình nhỏ lớn luôn ha. Nhỏ lớn rồi. Còn bà ở đây thì coi như là không có nghe được luôn. Nay là mới đeo được cái tai nghe. À mà ai hớt tóc cho bà vậy? Ai hớt tóc cho bà kỳ cục vậy? Rồi 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 cô ngoài này cũng hớt tóc vậy luôn nè. Nè, y chang nè. Hả? Cháu nó hỏi là chị hớt tóc hay gì đi hớt tóc tiệm hả? Hớt cao vậy đi em. Sao hớt tóc lên giống giống đàn ông quá vậy? Cho lâu gà nó khỏe. Cho lâu gà cho nó mát. Nghe kìa, uống cũng mấy cái gõ hung, bị gì lỗ tai nó biết quá trời biết. Không một lần cái lỗ tai này ha là nghe điện thoại gần dữ lắm, bây giờ không có nghe được. Dạ. Vậy là đỡ dữ lắm rồi đó. Không mưa thì điện khô ráo, mà mưa cái trên đây nó tràn vô. Mà đi tới bớt mưa là rồi. Thở thì hoàng. Thấy ông bà dẫn cho nó đi cho nó khỏe thành thì sao đó. Được. Rồi bữa nay chị Loan em cũng thông báo với bà với chị là bữa nay em nhận được cũng tiền của anh Tài quận 9 gửi cho mình 500 ngàn nha. Rồi giờ em gửi cho ai? Cụ đó. Gửi cho bà ha, con gửi cho bà. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Tại vì con đang cứu giúp cái bà con bên đây đang bị sập nhà mưa bão đó, thì sẵn con ghé luôn. Nhưng mà hổng gậy em có đọc số điện thoại, đọc địa chỉ luôn rồi có ai lại đây tới giúp nữa không? Hoài cũng vậy ha. Đọc lại một lần nữa chị. Không á. Chị không nhớ. Không nhớ số luôn hả? Phim nào cũng đọc hết trơn mà có ai giúp đâu. Hôm trước là đi bệnh viện không có tiền rồi cái đầu la làng luôn đó mà cũng không ai giúp. Số 0759 494. Xài để chấm đó. 750. Rồi cái địa chỉ vị trí mình ở đây là mình sao? Ở đây là xã mình ấp 3 tổ 15. Ấp 3 tổ 15 xã Bình Hưng Tây. Xã Bình Hưng Tây. Chị đọc lên từ đầu luôn đi. Ấp gì? Ấp 3 tổ 15. Xã Bình Hưng Tây. Dạ, nó quý nhà hảo tâm mình ha, anh chị em YouTube có lòng hảo tâm á thì tới địa chỉ của chị Loan mới về đọc nha. Rồi dạ con gửi vô đây nha, sẵn có chuyến rồi con đi con ghé vậy. Dạ. 500 thì gửi 500. Ai chơi ít thì gửi đi. Nhiều cũng mà cũng dạ. Nhận khổ quá. Mạnh Thường Quân là ai là có tấm lòng là ai có tấm lòng là con quý hết. 500 con cũng quý là hay làm. 1000 con cũng quý nữa. Còn ai mà chơi ít thì gửi thêm. Nửa cái ghế lên, nửa cái ghế lên. Mưa đi con ạ, mưa không có ngạt. Rồi bà đó giờ bà lãng tay bà con chưa nghe bà lãng tay thì bây giờ bà nghe được phải không? Nghe được thì bà gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Nghe thì được nhưng mà cũng tiếng vậy à, chị được tiếng không? Chị. Em nói gì nè. Rồi. Cảm ơn ý là 500. Rồi sao? Không có điếm chưa chú chị. Chị Loan cũng cảm ơn luôn đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhiều lắm, mang ơn. Giúp đỡ cho ba mẹ người. Rồi cũng y như vậy, lần nào cũng vậy ha. Em giúp chung hết trơn gia đình, tại gia đình mình ở chung. Mạnh Thường Quân mình ăn khá khăn giàu có. Giúp đỡ những người bạn. Mấy chú, mấy bác tài trợ. Dạ dạ. Gia đình tôi trông ơn dữ lắm. Dạ rồi. Quý lắm quý vị. Khờ khưởng không biết công ăn chịu làm nữa. Dạ, thấy vậy với gia đình quý. Ngày lớn tuổi đang hoài. Dạ. Tôi hồi năm tôi nhỏ thôi ha, tới năm 50 mấy tuổi mới phát đau. Đau tới giờ đau được đau hoài. Dạ. Nghèo đó giờ lên mà đi nghèo, làm. Nghèo rất mồm tơi luôn. Tại chợ tự làm tự nuôi con này. Con đó hai mẹ con nó khùng đó. Dạ. Tôi đi mà bỏ nó nhà không biết ai đó. Ở nó có anh thằng con trai. Tính nuôi thằng đó thằng nó nhờ mà giờ không có nhờ được nữa. Dạ. Giờ nó uống rượu quá trời uống rượu nó bỏ mẹ nó năm nay 10 năm rồi không lúc gì đó. Dạ. Bỏ cho tôi nuôi luôn đó. Dạ. Vậy là năm nay
mẹ nó đó. Cô quá này là một là hồi xưa là còn bị người ta bị người ta gạt á. Sao đâu cô kể cho nghe coi. Đó, thì chị bảy đó. Mà chị thì chị nghe lỡ người ta nói. Nghe người ở gần sớm á, người ta nói là chị lớn lên á, rồi cái ông ở sớm đó, ông có vợ con mà ông gạt chị. Đó, gạt mà tới bây giờ chị con chị lớn rồi giờ hỏi chị người đó ở gì chị cũng không nói nữa. Không nói luôn. Coi như là coi như con vậy là lớn lên rồi giờ nó bỏ nó luôn á. Vậy là cô quá này hồi đó bị dụ hả? Ừ. Gửi cái người con đó là con trai hay gái? Trai chút coi. Mà không có nhìn chỉ luôn. Không nhìn luôn. Luôn. Số phận kỳ vậy. Đúng gì Loan kể vậy đúng không? Là người con trai đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả chị Loan? Bốn mấy tuổi rồi. Thăng. Bốn mấy hả? Ba nó ở ngoài Quế lận. Dạ. Nó chết quá rồi đó. Nó nói ba gì hả? Sao này thôi ổng cũng này đừng có tiền đi ra ngoài nữa. Dạ, rồi. 8 năm sau tôi cứ ưng qua sao nó nè. Em không nói đây nè. Nói đây nè. Con nói là cái cô quá này nè, cô quá này là hồi xưa là bị người ta gạt có bầu phải không? Ừ, đây là em ruột tôi. Đâu. Gia đình có bốn anh em mà ông anh cũng đi rồi. Bà chị cũng đi rồi. Giờ còn có hai người đây. Sao biết người ta gạt có bị gạt có bầu? Sao? Em tôi ha. Dạ anh sao biết? Nó đau hồi nhỏ tôi lớn. Chết quá. nghe được mà không gần. Ý nói là cháu nó hỏi là chị Út quá này nè bị người ta gạt hồi nhỏ, hồi gái phải không? Hồi nhỏ. Hồi sao bà biết? Sao bà biết bị gạt? Ừ, hồi 6 tuổi tới giờ là. Sao bà biết bị gạt? Sao bị gạt? Vậy. Nghe. Rồi. Hỏi hồi bà như bà điếc thêm phải không? Ừ. Mới đầu như mình hỏi ít thì bà còn nghe được. Con nói vậy bà nghe không? Mình hỏi á, bà dì Út đã bị gạt có bầu sao rồi biết? Bị bệnh. Bị người ta ở dỗ có đứa con á, sao bà biết? Thì ở với ta có bầu tôi nuôi đẻ. Tự ở hay bị gạt? Ừ, mà không biết cái người đó. Đó bị xỉn sàng đi hoài mình đâu có biết được. Tôi đi làm gì cái tự tự thấy bụng nó bự. Tôi đi ra đi muộn khám nên mới biết nó có bầu. Thần hỏi lượng nhiều hay nhiều nha quý vị. Cái xanh ngay phải chân là cái tháng 9 này nữa. Nước dạ. Nó vô quần này giặt đồ nó cơm cho nó nổ lên khuyên khuyên luôn. Nói tóm đến lại à. Cháu nhờ mà giờ không nhờ luôn. Dạ. Không biết là người ta nói cái tuổi thìn nó sướng lắm. Mà sao tuổi thìn tôi từ nhỏ tới lớn cực quá trời cực luôn. Dạ. Tạm thời thân hỏi được nhiều hay nhiều quý vị. Đó, gia đình vậy đó. Khó phỏng vấn lắm. Ông già bà già còn cực chị cũng nghe nữa. Mấy bà ở sớm của chị kể lại cái vụ chị Út này thôi. Chị mới nghe chứ chị cũng không có biết nữa. Chị ở sớm này mới kể. Vậy là chắc bị gạt ở lùm ở bụi gì nè. Mà hỏi chị người đó nó ở đâu chị không kể. Cách này bốn mấy năm rồi ha. Thời đó chắc còn gái còn ngon là bị ấy rồi bây giờ dễ gì. Trời ơi, rồi chén về đó ha. Đây nồi cơm. Nói chung là bà nói nấu cái gì vậy? Bà nấu cái gì vậy? Nó cháo cho nó ăn, tôi ăn luôn. Đó, nói chung là ba người phụ nữ là sống cái nơi này. Có cấp. Cái gì nữa đây? Các cô chú anh chị quý nhà hảo tâm có thể là giúp trực tiếp cũng được, tại đọc số điện thoại lên rồi, địa chỉ lên rồi đó. Các anh chị ở gần đây có lòng hảo tâm thì giúp hộ thần đại thần rất là xa luôn. Rồi cảm ơn chị ha. Bây giờ chắc có lẽ là thần sẽ chạy qua bên cái phía mà căn nhà bị sập để hỗ trợ gấp. Nãy cái anh hồi nãy anh cũng ở Đồng Tháp mình luôn. Rồi tại vì bên đó là đang cần để mua tôn, hồi chuyện qua thận cho đỡ mới có 3 triệu à.
bây giờ có thêm tiền nữa rồi 3 triệu sợ không có đủ tôn á, rồi thần qua sư thần sẽ hỗ trợ tiếp nữa cho đủ tôn cho hoàn thiện cái nhà luôn. Rồi bây giờ tạm thời mình vậy ha, con chào gia đình mình nha. Em chào chị Loan, cố gắng giữ gìn sức khỏe đó ha. Rồi cảm ơn cô chủ chợ nhiều cho em bắt tay cái. Rồi bây giờ thì hữu duyên gặp lại quý vị khán giả trong cái hoàn cảnh của cảm ơn mấy người hảo tâm. Dạ. Gia đình tôi cũng mang ơn dữ lắm. Rồi bây giờ thì thật quá trời luôn quý vị, quá trời luôn rồi bây giờ. Là ước mong của tôi ha. Con tôi đi rồi, tôi ước mong Phật dẫn tôi đi đình đậu Vinh Dương cho rồi. Sống ở đây làm phiền cô bác quá à. Chịu không nổi, cô bác không có buồn nhưng mà mình chịu không nổi. Nhưng mà phải sống thôi chứ không cửa nào hết trơn á. Cái tay là tay lao động. Dạ. Hồi còn trẻ mà không ngày nào nghỉ hết trơn á, mà cái số mà nhiêu tiền con đau, em đau, cháu đau, ngoài ra hết. Dạ. Xuống dám nhưng tôi nói là chú chắc không tin. Đi lậu hồi đó, đi lúa gạo lậu đó ha. Một ngày tôi kiếm 100 ngàn, 100 ngàn đó khó kiếm lắm, phải dễ đâu. Chạy bác sĩ với con tôi, thằng con trai tôi còn hôm nay cũng được 42 tuổi, 43 tuổi rồi đó. Dạ. Chết quen. Dạ. Thấy cái khổ không? Phải thằng đó còn thì tôi cũng nhờ được chút lĩnh. Chị nó không bệnh thì còn nó. Giờ chân tôi có hai người con. Dạ. Giờ tôi ước mong sao cho tôi mẹ con tôi được đi trả nợ Vinh Dương. Ở đời này không ai không tội chứ. Không ít thì nhiều, không nhiều ít cũng phải có. Tôi thì tôi biết cái tội tôi ha, tội nói láo. Nói láo phải gạt tôi bác. Gạt cái mua bán. Chị? Mua bán nói láo sao? Rồi xưa mua bán 2 ngàn mà không ai trả tới. Cái lời kia thấy bà đó quá, ta nói chuyện ngon, nói bác mở hàng con, bác sáng người ta trả hoài con không bán. Bác mở hàng con, người ta mua được chiếc tiếu rồi cái xe chạy bán ngày đó mấy chục đồng. Còn mà không có ai mở hàng, chèo hoài không ai mở. Hồi xưa là cô bà bán cái đó rồi bà nói về để bán được. Ừ. Rồi bây giờ là mình nghĩ lại là mình nói vậy là mình nói dốc người. Nó mới 12 tuổi tôi bắt nó theo ngồi trước là nghe. Một lần tôi cũng biết, điều tôi biết gì vừa. Bắt nó nghe ai kêu ghé. Dạ. Yeah. Chú thấy khổ không? Mà hãy kể, suốt chợ định rồi. Mà giờ tôi nhờ chú á, giúp giùm cho tôi. Nhờ tôi cảm ơn cho mấy nhà hảo tâm. Giúp tôi từ hôm đó nay tôi mượn đó. Cả tháng này không còn chiếu được, mà không có số tiền chú giúp hôm đó nay là không có mà sao xe chở. Mà nói ngay tôi hòa tiện dữ lắm. Ba dắt con ra bà coi cái chỗ làm chiếu nó ngập làm sao đâu, dắt con ra coi coi. Chỉ kìa. Rồi, chắc là em đi luôn chị Lo ha. Em ra em coi em đi luôn. Dắt cái chỗ làm chiếu á. Cái chỗ làm chiếu nước ngập sao? Đi ra cái chỗ làm chiếu con coi ai. Gông dữ lắm nè quý vị. Gông. Ba đi cẩn thận nghe, đây gông dữ lắm. Ừ. Dạ, đây gông nè. Biết rồi, gông chợ. Té mấy lần nè, đầu gối chưa hết nè. Cái chỗ này chỗ làm chiếu ha. Nước nó này. Nước nó ngập nó rồi ướt nhẹp vậy nè. Bả vậy mưa sập nhà luôn mà. Ở chỗ nấu ăn đó giờ ngập hết trơn, giờ lên đó. Còn không từ đây là tới đó mà nước ngập. Nước ngập mà gông nữa nè. Gông dữ lắm, gông xanh lè xanh lét luôn nè. Còn tù ba cái cọng dừa chưa thắt nữa kìa. Thắt nó đặng mà nắng á, thắt cái này ha. Quay qua chỗ nấy mình che. Dạ. Yeah, đâu bà thắt con coi. Bà thắt con coi cái coi. Bà thắt cọng dừa con coi cái coi. Cái đó tôi khắc đó. Đâu bà thắt cho con coi cái coi. Làm chấp chấp chứ không có biết được là ngày giờ chứ. Trời ơi trời, bà không có nghe được. Nó tức thiệt chứ, đi phỏng vấn mà gặp cái người giống như bà nó tức muốn chết luôn nha. Rồi bà thắt con coi cái coi. Nó nói là chị thắt cho cháu nó coi, đặng nó quay. Vậy nó kia đó. Gông không à. Chịu coi chị ngồi chầm hổm có được. Nhầm cái hổm này. Ngồi chầm hổm cái là nó quỵ luôn à. Cái cảnh này của cô chị chồng hay gì vậy chị? Của thằng em. Dạ. Cái này là của thằng em. Của cái em ngồi lại làm cộng mà. Mở. Bà đang thắt gà thành phẩm là cái sản phẩm đây nha quý vị. Đang làm cái chạy làm chiếu. Cái này là giống như làm che chạy trên đây đó ha, trên nóc này ha. Trên đây nè, đừng có nắng. À cái này để che nắng che mưa. Che nắng chứ không bao giờ mưa được. Không che mưa được.
Đó, cộng đường gì tới đọt đằng kia là được một cái thành phẩm giống như vậy. Xin gửi lời chân thành cảm ơn anh Tài ở quận 9 rất là nhiều. Ngay bây giờ là chắc có lẽ là Thuận còn rất là nhiều việc đi qua cứu giúp cái phía gia đình của hai mẹ con bên kia bị sập nhà nữa. Chắc có lẽ là Thuận hữu duyên gặp lại với gia đình sau. Xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý vị khán giả trong clip sau. Bây giờ thì Thuận xin kính chào và hẹn gặp lại.